Vũ ra đó nha. Một ca khúc đây là một cảm xúc rất là lạ. Ca khúc là mới sáng tác hôm qua mà thôi. Ca khúc này công nhận là hay và ý nghĩa dễ sợ. Nhưng mà đây chỉ là một ca khúc để hát chơi thôi nha. Chơi nha. Rồi, các bạn thấy ca khúc vừa rồi của anh Vy như thế nào? Vâng, và hy vọng mà sau ngày hôm nay về các bạn sẽ có một bài để có khi nào mà mình sợ ma mình đi đường mình có thể hát bài này được. Hát tâm hồn tươi trẻ. Đúng rồi, tươi trẻ. Chúng ta đã trải qua quá là nhiều cái thử thách đúng không anh? Mệt lắm rồi, hát rồi nè. Đóng kịch là mệt nhưng đúng không? Rồi anh mệt lắm rồi đúng không? Bây giờ anh hát thêm bài nữa đi. Không, bây giờ là cuối chương trình rồi. Mình hát một bài nào đó để khuấy động sân khấu lên một lần nữa. Sẵn sàng không các bạn? Bây giờ Wendy xin được gửi tặng tất cả các bạn một bài hát mà nãy giờ Wendy đã giới thiệu rất là nhiều rồi và đã tặng quà cho các bạn rồi. Thì bây giờ sẽ hát thật trên ở ngay tại sân khấu của hai đội luôn. Và hy vọng là tất cả các bạn nào đã thuộc ca khúc này thì cũng sẽ hát chung với Wendy, nhất đặc biệt là FC của Wendy Tuấn Anh. Và ca khúc này là một sáng tác của Wendy, ca khúc tên là Bắt Sóng Cảm Xúc. Và các bạn ơi, ca khúc Bắt Sóng Cảm Xúc cũng sẽ khép lại chương trình hai idol ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Việt Nam Mềm Chịu Mụn Acne giúp cho chúng ta có làn da tự tin, tỏa sáng và sạch mụn. Còn ngay sau đây thì cùng đến với ca khúc Bắt Sóng Cảm Xúc.